trở về đây thăm lại trường xưa thầy câu. Tình mãi trong tôi tháng ngày sâu nặng nghe nỗi nhớ thương gia viết trong lòng. Lặng lẽ chiều rơi mây cánh phượng hồng. Rồi thấy tình hình sao, bác sĩ nói sao? Chạy. Vậy hả? Có giờ kêu là lo tiền mổ 300 triệu ở đầu ra. Mổ ca mổ là 180 triệu, chụp cái hình hoành tim gì đó 25 triệu. Rồi lo tiền ăn nuôi dưỡng bệnh là 300 triệu. Không rồi em ơi. Em gửi tặng chị chịu mua thuốc cho anh Hoàng. Dạ. Nó cho tiền ra đấy, dạ, anh Hoàng. Dạ, giữ gìn sức khỏe nha. Từ nơi chốn xa con về đây với bao lòng thành, tình quê khắc sâu tâm hồn con mãi mãi trao dâng. Lòng con thiết tha nhớ quê nhà, nhớ mãi lá tranh xưa. Mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bùi Trung Đẳng Tân Cổ Hiện Đại quý vị. Kính thưa cả nhà, hiện tại thì Trung Đẳng đang có mặt tại xã Trung Hưng ở bên sông quê nhà của Trung Đẳng quý vị. Hôm nay Trung Đẳng sẽ dẫn bà con cô bác đi thăm một gia đình và tìm hiểu một hoàn cảnh cũng hết sức là khó khăn. Bây giờ Trung Đẳng sẽ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn đi đến tìm nhà của bà Út nha, bà Út hay bà Tư gì đó. Thưa quý vị, tại vì sáng nay thì Trung Đẳng đang ở nhà thì có bà lão đến hỏi thăm Trung Đẳng, rồi mới kêu Trung Đẳng là rảnh thì ra quay hoàn cảnh của hình như là cháu hay là con gì đó, cũng không rành nữa, để hỏi em gái này coi là tới nhà của bà chưa. Bây giờ cho hỏi thăm em gái chút xíu nha. Dạ. Em ủa bà gì ta quên rồi. Bà Út gì đó em, bà Út Nhàn đó. Dạ. Gần đây không em? Dạ, nhà kế bên nè. À. Dạ. Nó bước lại đi chút xíu rồi tới đó. Chừng 2 bước rồi tới. Ở đây là bà Út đó, là bà sống với ai? Dạ, bà cũng có con nhưng mà con đi làm hết rồi. Bà giờ bà sống một mình bà. Sống một mình hả? Rồi dạ. Con bà đi làm, bà có mấy đứa con đó? cũng đông con nhưng mà ai cũng khổ đi làm sao hết. À vậy hả? Dạ. Rồi hình như là ủa cái nhà bên đó đúng không? Dạ, nhà kế bên nè anh, mà cũng nhà tình thương người ta cắt không chứ cũng không có điều kiện để cắt nhà. À vậy hả? Dạ. Cảm ơn em gái nha. Em gái tên gì ạ? Dạ em tên Trang. Tên Trang hả? Dạ. Em bán gì ạ? Dạ em bán bánh tráng trộn. Có gì chút xíu nên anh mua ủng hộ em sao nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi gần tới nhà của bà Út. Cái này đến họ Bùi không à, họ với bay không đó. Dạ, bà Út phải không? Ừ. Rồi con chào bà Út nha. Dạ. Ủa rồi sáng bà Út vô nhà con. Ừ, có vô trong chú Út đây, hỏi chú Út hôm nay nó ở nhà kìa. Rồi hồi sáng là ai chở bà Út đi? Thằng đó đó, thằng ở nhà dưới. À đó. Cháu ha. Ờ cháu. Ủa là sao mà bà Út mà biết con mà tìm con để kêu con đến đây để quay vậy? Ờ sao không biết, quen quá trời rồi chứ phải không biết sao. Dạ. Tại vì con đi hát không à? Ờ thì mỗi lần mới ở nhà mới thấy thằng này kia hả?
tại sao không? Thì con đi hát mà, nhưng mà tại vì mùa dịch này thì về quê trốn dịch đó, con cũng không có đi đâu được. Thì cũng cái duyên đưa đẩy thì quay những hoàn cảnh khó khăn đó. Rồi cũng được bà con cô bác thương. Ủa vậy kì bà Út, hiện giờ ở với ai? Ở nhà mình anh hả? Còn có thằng cha Út nó đi mặn, thằng cha Út tao biết bay chân hả? Vậy hả? Ừ. Nó bằng ghe lúa mà đậu mấy cái máy của cái nhà con cắt đó. Rồi anh đi làm ở đây hay là anh ở? Anh đi làm ở đâu gần đây nè. Dũng vòng vòng đây ha. Rồi anh có gia đình chưa? Có. À, dạ, ghế của ông Năm Thẩm đó. Này, gia đình khá giả không bà Út? Trời ơi, gia đình ông Hai Thà, ông Năm Thẩm đó, trong bay cúp đó. Dạ. Chỗ nhà chỗ đầu cầu đó. Ủa ông Hai Lực đồ đó. Nhà này là của bà Út luôn hả? Ừ. Nhà này. Ta cắt cho. Cắt lâu chưa bà Út? Cắt cũng lâu rồi. Rồi hiện tại giờ là ai nuôi bà Út? Ở đây thì thằng nhỏ con trai Út đó nó nuôi mà nó đi mần rồi không có ở nhà. Bà có cháu ngoại cháu nội gì không? Cháu nội? Cháu nội đi mần hết trơn hả? Nhà giữa bên cũng nhà cháu nội. Dạ. Đi mần rồi nhà nhỏ ở dưới kìa, nó đau đang đau sắp chết. Vậy là bà Út vô nhà con kêu con quay là hoàn cảnh của ai? Hoàn cảnh nhỏ thứ sáu đó. Vậy bà Út dẫn con xuống dưới ha. Đó sắp dạ, lên đi. Đó. Dạ đi. Đó xuống đó đó con. Dạ. Ở đây là cũng con nhỏ thứ sáu. Dạ con của bà Út luôn ha. Cũng họ với con đó. Họ Bùi luôn hả? Họ Bùi không hả? Họ Bùi nghèo nghèo không người ta. Mình cũng nghèo nữa mà. Đó, nhỏ đó. Rồi giờ con để con dẫn mà lên nha, để té nha, đi đàng hoàng cẩn thận nha. Rồi lột đôi giày ra, ok. Rồi. Ủa là cái này là ghế. Chồng nhỏ đó đó. Út mà ngồi đây nè Út. Con ngồi đây. Bà Út ngồi đây đi. Quang à, mở mắt coi con. Ờ nó. Gì á? Nó đắng đó. Không, để coi. Ủa anh nói chuyện được không? Anh bà nói, chị được. Dạ. Giữ gìn sức khỏe đi, nói chuyện không được thì mình khỏi nói. Ủa anh tên gì bà Út? Tên Hoàng hả? Tên Hoàng. Anh đang bị bệnh gì? Bệnh tim. Lâu lâu chưa bà Út? Cũng lâu rồi. Giờ hết tiền hết bạc về nằm dễ chịu. Mà bệnh này mấy năm rồi bà Út? Đâu chừng 2 năm hả mày? Dạ. Bốn năm, bốn tháng. Anh Hoàng nói chuyện mệt thì được khỏi nói chuyện. Nói chuyện mệt đừng nói chuyện, niệm Phật đi, nghỉ. Rồi bây giờ là đang uống thuốc gì bà Út? Ủa chị Sáu là vợ hả? Đây chị ngồi sát đây, em đeo cái này cho chị nói rõ nha. Trời ơi, mừng hết sức. Dạ. Rồi chị ngồi đây được không? Chị ngồi bên đây nè. Dạ. Và Út ngồi sát vô Út. Dạ. Ủa là chị là vợ của anh Hoàng. Dạ. Rồi ảnh bệnh 4 tháng mà sao? Lúc trước có được khám không? Ông bị lâu rồi mà, nhưng mà mười mấy năm rồi mà bây giờ nó tái lại, nó làm nặng. Là lúc trước đi khám bệnh là bác sĩ nói làm sao? Uống thuốc nam hết rồi bây giờ cái đi khám lại là ông đủ hết chứ. Uống thuốc nam hết rồi sau này bị lại hả?
bị lại cũng cả chục năm nay mới bị. Có lao động gì không? Không, bán số không à. À, bán vé số ha. À. Dạ. Rồi hiện giờ là bác sĩ khám nói bệnh nói mấy thứ bệnh đặng? Tim, rồi nào phổi, rồi nào dạ dày, để điểm mới hết. Dạ. Yeah. Dân đỡ qua đây nè, dân đỡ. Qua đây lấy hình ảnh bên đây cho. Rồi hiện tại bây giờ là giống như mình chị bệnh ảnh bây giờ là có uống thuốc không chị? Có. Nằm nhà thương mới về 2 bữa nay. Rồi thấy tình hình sao, bác sĩ nói sao? Chạy. Gì hả? Có giờ kêu là lo tiền mổ 300 triệu. Ở đầu ra. À, mổ một ca mổ là 180 triệu, chụp cái hình hoành tim gì đó 25 triệu. À. Rồi lo tiền ăn nuôi dưỡng bệnh là 300 triệu. Ca mổ gì mà 300 triệu chứ vậy? Ờ. À. Rồi thôi đi về luôn, không tiền thì đi về. Anh có khó thở hay đau nhức gì không? Không thở không được. Dạ. Tim ha. Ờ, tim không thở không được. Mấy tháng nay ăn cái muỗng hay muỗng cháo không có ăn, uống sữa. Dạ. Giờ là ngồi đâu được. Ủa vậy là anh Sáu là con của bà Út hả? Hay... con rể. Rể ha? Ừ. Dạ, rể của bà Út. Ừ. Dạ, chị Sáu là con gái của bà Út. Anh Hoàng này chắc bán số, chắc em có gặp. À, có gặp á. Ừ, được lâu, số lâu lâu về thì ở chợ Ngã Tư thì cũng có gặp. Ừ, gặp người này kia quét không? Chắc là đó giờ tốn tiền nhiều hả chị? Trăm mấy rồi đó. Dạ. Nằm coi như là hồi tháng bước đầu tháng 2 tới giờ. Dạ. Chị Sáu có ai phụ tiếp không? Không, có mấy đứa con? Ai chân. Chị có mấy đứa con? 2 đứa. Thằng trai với nhỏ gái nãy. Nhỏ gái nãy đấy ha. Thằng này thì đi nuôi ở dưới hồi ấy tới giờ luôn đó, hồi mùa dịch tới giờ luôn đó. Dạ. Đầu mùa tới cuối. Ráng niệm Phật anh Hoàng ơi. Đi xuống thấy mình mẩy ông hen tím hết trơn. Chị thôi, chị nói giờ bác sĩ nói là bây giờ lên ca mổ gì đó, bây giờ chị có tiền thì mổ không có thôi, chứ giờ thẳng luôn chứ không có bớt. Chỉ là tính bảo hiểm 20% thôi. Là anh Hoàng là bao nhiêu tuổi rồi chị? 60 đó. 60 mà căn bệnh ác thiệt ta. Bác sĩ có nói là mổ và là hết 100% không? Không. Tốn 300 triệu mà năm ăn năm thua ha. Ừ, không bảo đảm. Dạ. Bị sức khỏe không có, không có ăn. Được hỏi mà như là mà bà Út có vô nhà con lần phải không ta? Út quá. Rồi bây giờ anh uống sữa là ăn cơm chị? Uống sữa với cháo, mua cháo bữa 5.000. Ráng niệm Phật anh Hoàng ơi. Niệm Phật. Niệm Phật cho nó cái vàng này nó bầm tím hết trơn. Phật Bồ Tát ủng hộ mình. Biết đâu phước chủ mai thầy Phật độ anh nó khỏe là sao? Niệm Phật. Cái này đúng. Ủa? Nước không uống nữa chứ. Ủa? Không à? Ngày thường chị Sáu làm gì? Cũng đi bán số đó. À, cũng đi bán số luôn hả? Ngoài đó. Dạ vậy hả? Ừ. Dạ. Thì từ lúc dịch tới giờ thì nhà nước đâu cấm bán số luôn mấy tháng rồi? Ừ, mấy tháng rồi nghỉ. Rồi bình thường chị làm gì sớm? Có làm gì đâu. Dạ.
lo nuôi không đó. Không có bán số là đâu có làm gì hả? Đâu có làm gì. Thì em nghe ba mẹ nói, ba mẹ em nói là có bà Út có gì đó, Út và ba gì đó ngoài cả he vô kiếm quay hoàn cảnh của ai bệnh nghèo gì đó. Rồi sáng con thấy bà Út vô nữa. Dạ. Út biết tao trên cái phán biết không? Thấy hoàn cảnh đau lòng quá. Đau. Đau là lòng quá các bạn ơi. Em gửi tặng chị anh Chịu mua thuốc cho anh Hoàng. Dạ. Nó cho tiền ra đấy dạ, anh Hoàng. Dạ, giữ gìn sức khỏe nha. Ráng niệm Phật anh ơi, niệm Phật đi. Ráng niệm Phật đi rồi đừng có buồn anh ơi. Ráng niệm Phật. Anh đến thăm gia đình anh Hoàng, chị Sáu với bà Út một chút xíu con về nha. Dạ. Cảm ơn chị Sáu nha. Dạ. Cảm ơn bà Út cho con hai đến đây để con quay nha. Dạ. Chị cảm ơn bà Trung Đẳng nha. Đẳng. Dạ dạ. Con quay nhà bà Út bả năm con. Dạ con quay vòng vòng đây là được rồi. Bây giờ Trung Đẳng xin kết thúc video tại đây quý vị. Quý vị vừa tìm hiểu và thăm hoàn cảnh của anh Hoàng, Sáu Hoàng, hai vợ chồng rất là hoàn cảnh khó khăn quý vị. Con của rể của bà Út. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Nếu cả nhà cảm thấy thương tình đồng cảm cùng Trung Đẳng thì mong các nhà hảo tâm gần xa hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của anh Sáu Hoàng đang bệnh rất là khổ quý vị. Mong cầu nguyện Phật trời để cho ảnh hết bệnh thôi quý vị ơi. Bây giờ Trung Đẳng tạm biệt quý vị nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video này nha. Hẹn gặp lại. Mời đạo diễn quay gần gần chút, đạo diễn quay ngồi té thôi, khỏi ngồi được rồi. Anh Hoàng gắng thấy. Dạ, gắng giữ gìn sức khỏe nha. Đắng tính trộm. Không được rồi, được rồi. Dạ. Em về nha, giữ gìn sức khỏe, niệm Phật nha anh. Thì em mai mốt có quà em ra tặng anh nữa ha. Rồi, em về chị Sáu ơi, về Út ơi. Thầy ơi, nhớ năm xưa tình hay nghịch, nhưng cũng là đứa học trò được thầy cưng yêu nhất trong trường. Thầy nói em là học sinh cá biệt lạ thường, nhưng thầy thương vì con nhà nghèo mà học giỏi, biết thương người và biết chuyện nghĩa. Mỗi buổi tan trường thầy thường đưa em qua bên, mỗi chuyến đò về thầy che mưa nắng cho em, hạt gạo bát cơm thầy sẵn lòng chia sớt, ôi ơn nghĩa.